Bài này thực hiện cũng không có cái gì là phức tạp lắm. Trước tiên là tôi sẽ lấy cái công cụ Elip rồi vẽ ra một cái vòng tròn như thế này. Sau khi vẽ xong, nhấn Alt rồi vẽ thêm một cái vùng tròn phía trong. Sau đó thì tôi lưu vùng tròn này lại. Select, Save mặt tiếp. Tiếp theo, việc của tôi là tôi sẽ vẽ tiếp một cái vùng tròn liên quan tới cái ngón tay. Tôi cũng không cần phải vẽ phức tạp gì lắm, tôi chỉ cần từ đây đến đây thôi. Này thôi là được. Control Enter để biến thành vùng tròn. Và bây giờ tôi lại xếp tiếp ngón tay. Sau đó tôi tiếp tục sử dụng công cụ này, tôi vẽ chọn Mỹ Linh. Sau khi mà chúng ta chọn xong thì chúng ta sẽ tiếp tục thao tác để bắt đầu lồng Mỹ Linh vào trong cái vùng chọn ở bên kia. Control Enter. Bây giờ thì tốt nhất là chúng ta cứ select, làm cái gì chúng ta cũng làm cái thói quen, gọi là lưu vùng chọn đi. Như vậy là chúng ta cũng đã có thêm được cái này. Sau đó thì tôi sẽ Control C copy để tôi tạo ra cái vùng chọn. Tiếp theo thì tôi vào select, trong này tôi load selection thì tôi sẽ load cái mặt đĩa lên trước. Sau đó thì tôi vào phần edit, trong edit này tôi paste special và tôi chọn lệnh paste into, thì bây giờ Mỹ Linh sẽ chui vào trong cái phần đĩa như thế này. Tôi nhấn Ctrl T, tôi xoay, tôi co kéo để tôi điều chỉnh cái kích thước của cái câu này làm sao khớp vào đây. À, ở đây sẽ có một cái phần mà chắc là chúng ta cũng chưa chọn. Tôi lại phải vào select, tôi vào load selection, lần này tôi chọn cái ngón tay, và ngón tay này thì tôi sẽ chọn là subtract, rồi cái phần mà đã có thì nó sẽ làm sao đây nhỉ, nó sẽ khớp thêm cả cái phần này vào nữa để chừa bớt ra cái vùng chọn. Và bây giờ thì tôi mới chọn edit, paste special, paste into. Lúc này thì Mỹ Linh trôi vào nhưng mà nó không nằm đè lên trên cái phần ngón tay nữa. Sau đó thì chúng ta mới thu nhỏ lại. Đó, xoay chuyển rồi thì quay. Điều chỉnh làm sao cho cái đối tượng của chúng ta nó khớp vào
được với lại cái mặt đĩa. Như vậy là chúng ta đã bắt đầu lồng được cái đối tượng này vào trong. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ thực hiện thêm một vài thao tác nữa để cho ra được cái đĩa như thế này. Ví dụ như là cắt cái hình cái hoa này vào đây, đặt vào cho nó chuẩn. Việc này thì không khó lắm. Thì các bạn chỉ việc là tạo vòng tròn. Đó. Và sau đó thì lấy an trừ đi thôi. Tạo vòng tròn. Nhân. Sau đó Magic 1 trừ cái này đi. Như vậy là tôi lấy được cái hoa, đúng không? Bây giờ Ctrl G đi để nhân bản lên thành một layer mới. Sau đó thì các bạn Ctrl T các bạn thu, các bạn chuyển nào nó thì tùy. Nếu như muốn nó nằm vẫn là nằm lọt chuẩn vào trong cái này thì các bạn sẽ sử dụng cái lại lệnh như vừa rồi, tức là copy đi. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ lại quay trở về cái này, chúng ta nhấn lệnh đây, giữ Ctrl click vào đây để lấy được lại cái mặt nạ, đúng không? Sau đó thì lại edit paste into. Và bây giờ sau khi có rồi thì các bạn có thể là xoay chuyển thế nào mặc ý, to nhỏ ngắn dài thế nào thì các bạn cứ xoay thôi. Sau đó thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện thêm một vài thao tác nữa, ví dụ như là tạo cái chất liệu cho bề mặt này. Thì ở đây thì các bạn nhìn thấy nó có vẻ giống cái gì nhỉ? Giống cái gì? Pattern, ok. Sử dụng pattern thì tôi và các bạn lại phải tạo ra cái vùng chọn. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy một cái pattern nào đó, chúng ta tô nó lên trên bề mặt này, vào Edit, vào Fill. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn pattern. Trong pattern này thì bây giờ tôi và các bạn sẽ tìm ra một cái dạng pattern nào đó làm sao cho nó phù hợp. Và sau đó thì cái điều quan trọng nữa là chúng ta phải chọn tô nó ở cái chế độ nào đó để làm sao mà cái pattern của chúng ta vào mà nó không làm cho bị hỏng đi nó, hoặc là nó đè, nó hỏng đi cái phần bóng hoặc là cái phần gì đó ở trong này, đúng không? Đấy thì cái này thì chẳng qua là các bạn sẽ mất thì giờ các bạn tìm ra một cái pattern làm sao cho nó phù hợp thôi. Thế còn lại, ví dụ như là các bạn sẽ có một vài cái tham số nữa các bạn cần phải điều chỉnh ở đây. Ví dụ như là đánh thêm chữ này, ví dụ như tô nhẹ một cái lớp màu ở đây. Lớp màu này thì dễ rồi, các bạn có thể sử dụng cái chế độ gọi là bằng cái bút này thôi, đúng không? Bằng cái bút và các bạn chọn Color Replacement và các bạn chọn một cái màu làm sao cho nó nhạt nhạt, các bạn phủ lên. Hoặc là có rất là nhiều cách. Đấy, ngoài ra thì vẫn đánh thêm chữ vân vân. Thế còn là cái chữ CD Mỹ Linh này thì các bạn đánh chữ vào, sau đó thì làm cho nó dày lên. Sau đó thì các bạn có thể là sử dụng kỹ thuật bọc một cái layer vào. Đây, ví dụ ở trong trường hợp như thế này chẳng hạn, tôi có thể là xử lý như sau. Tôi đưa cái chữ Mỹ Linh vào đây. Tất nhiên phần nền này các bạn nhìn thấy đây vẫn còn rất là nhiều thứ cần phải chỉnh. Thì chỉnh thì các bạn sẽ sử dụng công cụ nào đây nhỉ? Đây này, những công cụ này các bạn lấy màu các bạn vá xuống dưới, đúng không? Bây giờ tôi đánh chữ Mỹ Linh đã. Bây giờ tôi tô cho nó một cái màu.
Sau đó thì tôi làm cho nó dày lên. Layer style, trong layer style Beaver Emboss. Đó. Sau khi mà làm cho dày lên rồi thì bây giờ tôi sẽ thực hiện một cái thao tác nữa, là tôi lấy cái bông hoa này chẳng hạn. Ctrl T đi. Đấy, cho nó thật to lên. Kéo dài ra. Đấy, ví dụ như thế này. Và bây giờ tôi sẽ đặt nó vào trong cái chỗ chữ Mỹ Linh này. Đấy, ví dụ như thế. Sau đó thì tôi sẽ sử dụng cái thao tác gì nhỉ? Nhấn Alt, click vào giáp giới giữa hai cái layer, giữa ảnh này và giữa chữ. Thì cái chữ này của tôi nó sẽ làm sao được nhỉ? Cái này nó sẽ chui vào, nó nằm ở trong này, làm thành một cái phần hoa văn ở trong cái phần chữ. Thế còn cái nền, phần nền này thì các bạn có thể là sử dụng mà bằng cách là các bạn lấy những cái mẫu màu ở xung quanh để các bạn vá, các bạn che vào nó. Đấy. Thì ví dụ như là ở đây các bạn có thể lấy cái phần màu như thế này. Đó. Đương nhiên là phải làm ở lớp background. Ok, đấy thì về cái kỹ năng, tôi chỉ trình bày về kỹ năng thôi, còn làm cẩn thận các bước để cho các bạn có thể là thực hiện được tốt thì các bạn sẽ thực hiện ở trong bài của mình.